Cát Tường xin chào cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ở trong một không gian rất là ấm cúng của nhà hàng Hòn Đất quý vị nhé. Hôm nay không gian hẹn hò của chúng ta là nhà hàng Hòn Đất. Không gian rộng rãi, thoáng mát, rất là hợp với những buổi tiệc họp mặt nè, bạn bè, gia đình, công ty, liên hoan, sinh nhật, đầy tháng khôi nôi. Mọi người hãy đến đây để trải nghiệm tất cả những món ăn ngon tại nhà hàng Hòn Đất quý vị nha. Ở đây thì chúng ta có tiêu chí ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, kỷ niệm cùng nhau và vui cùng nhau. Hãy đến để được phục vụ một cách tận tình nhất. Em thích một mẫu của bạn đó thì hơi ớn một xíu, không đẹp cũng không xấu. Còn về tính cách thì nên trung thực. Em không thích nói dối là, tức là làm chồng vai trò là vợ. Anh nhờ ở đâu thế? Cứ tới đưa con thì tay chẳng nhớ đường về. Chào em trai. Dạ em chào chị. Rồi đợi nãy giờ lâu rồi ha. Dạ. Bây giờ chị Tường sẽ ra mời người bạn cùng tham gia chương trình với em ngày hôm nay vào. Dạ. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Hello em. Chào chị Cát Tường, cũng như là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa và tất cả các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thiên Bảo, hiện tại em đang là một trong bốn cổ đông của một thẩm mỹ viện. Một trong bốn cổ đông của một thẩm mỹ viện. Dạ. Và cũng là ông chủ nhỏ nha. Rồi em có làm gì trong đó không? Dạ em đang trực tiếp đứng mổ về phẫu thuật thẩm mỹ. Là cắt mắt, sửa mũi, đồ nâng ngực, nâng mông nữa hả? Dạ. Em dò kỹ chị coi giờ chị nên mổ cái gì. Chắc thay đầu. Cái gì? Nhiên dễ sợ luôn á. Rồi ngoài việc đó ra còn làm gì khác nữa không? Dạ hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 trường đại học sân khấu điện ảnh. Hèn chi nói diện cũng duyên lắm, cũng có móc câu đồ này kia. Được rồi, hôm nay chặt chém với tôi nha. Bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Em sinh ngày 1 tháng 1 năm 1999, quê ở Vũng Tàu. Vũng Tàu, hiện tại giờ đang sống ở đâu? Dạ hiện tại đang sống ở chỗ làm Tân Phú. Rồi chào cưng, giới thiệu đi em. Chào chị Cát Tường, chào khán giả. Thì em tên là Kiều Di Thanh, năm nay em được 19 rồi, bánh chưng rồi. Thì em đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm diễn viên tự do. Làm diễn viên tự do luôn. Rồi bên đây là học năm mấy rồi? Dạ học năm 3. Năm 3, 4 năm hả? Bên đây là em năm nhất. Năm nhất trường trường Uplit, ngoại ngữ và tin học. Mà học về diễn viên? Dạ không, em học diễn viên tự do thôi đúng không? Rồi cái chuyên ngành gì học? Chuyên ngành gì? Em học ngôn ngữ Anh. Rồi quê ở đâu? Dạ em quê ở Cà Mau. Đứa 19, đứa 20 ha, cũng xứng đôi dữ lắm luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn được, em biết chu toàn và cũng như quán xuyến việc trong nhà. Còn điểm yếu là em hơi bị cọc tính. Cọc tính hả? Trời ơi, cái mặt dễ thương vậy mà cọc tính hả? Rồi bên em. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn nè, làm việc nhà. Điểm yếu của em là em khó tính. Cái gì vậy? Bên cọc tính, bên khó tính. Hai này lấy nhau về chắc dành nấu ăn nè. Rồi giờ ai nấu ai ăn? Nấu được món gì ngon nhất? Em canh chua với lại cá kho tộ. Bên đây nấu món gì? Dạ em thì cà ri với lại thịt kho hột vịt. Trời ơi ngon nha. Góp thịt đơn không có bị đụng hàng nhau nha. Vui lắm. Tình trường? Từ lúc học lớp 10 tới bây giờ thì em có 3 mối tình. Nhưng mà có một bạn năm lớp 10 tới hè lớp 11 thì bạn đó bị tai nạn giao thông mất. Và một bạn nữa là năm hè lớp 11 thì có quen bạn đó tới học đại học. Nhưng mà do bạn đó đi du học ở Canada nên là tụi em phải chia tay. Còn bạn tiếp theo là đại học năm nhất. Nhưng mà tụi em có về nhà ở chung nhà với nhau. Nhưng mà lúc em đi học thì bạn đó lại dắt một bạn khác nữa về nhà. Thì hai bạn đó có một cái chuyện với nhau. Trời ơi, sao nó kể chuyện buồn mà mặt nó vui dữ vậy trời. Ba câu chuyện buồn thiêu luôn á. Xấu em sao á, bữa nay gặp chị Tường là đời em may mắn luôn nha. Dạ. Rồi bây giờ là đã quên hết những câu chuyện cũ chưa? Dạ thì chắc chắn là đã quên rồi thì mới dám đăng ký và đến đây để hẹn hò với bạn bên kia. Hỏi một câu hơi tò mò nè, hơi vô duyên nè. Đến lúc nào mình mới biết là mình thích bạn trai? Lúc đó là học lớp 8. Sao biết? Thì em có quen một, như mấy bạn khác thôi, là có quen một bạn nữ nữa. Nhưng mà bạn đó quá mạnh bạo á. Mình yếu đuối quá, mình thấy mình yếu đuối quá. Là đầu tiên quen nhau mà bạn đó đã đụng vô cái phần... Phần gì?
em học lớp 8 thì bạn gái em cũng học lớp 8 phải dạ, không? Là bộ, đụng vô đụng cái gì? Bộ hạ. Đụng vô bộ hạ của em. Trời ơi. Thì lúc đó bắt đầu cái mới hoảng sợ quá, cái về cái sợ bắt đầu không dám quen bạn gái nữa. Nhiều khi người ta vô tình chơi gì hay đùa giỡn, người ta lỡ tay đụng thôi chứ đâu phải là hay là người ta cố ý. Dạ, cái này chắc em nghĩ là cố ý luôn. Trời ơi, ghê quá vậy, cái nào mà nó liều hơn cả tôi nữa vậy trời. Thương cho thằng bé đầu đời vô gặp một cô mạnh bạo quá, nhỏ chuyển giới tính luôn, thiệt tình thương ghê vậy đó. Rồi hy vọng hôm nay tình yêu mới sẽ tới với em nó có hậu hơn nè. Rồi còn em? Dạ em thì đã trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì cách đây là 3 năm. Lúc đó là ở dưới quê mới lên. Rồi. Ở chung nhà rồi. Bạn trai luôn? Dạ. Hai người có nhắn tin qua lại. Sau 2 tháng thì có quen nhau. Quen được 1 năm sau thì bạn đi chuyển công tác qua Gò Vấp, xa chỗ em ở, cho nên là cảm thấy bất tiện á. Với lại bạn cũng hơi nhạt nhẽo với em, cho nên là chia tay. Rồi còn mối tình thứ hai thì kéo dài 6 tháng. Lý do chia tay á là em cảm thấy không hợp. Rồi còn mối tình thứ ba là chỉ là mối tình đơn phương. Đơn phương của em hay là của người kia? Dạ, của em. Ồ, sao lại đơn phương? Người đó là ai? Bạn đó cũng ở chung nhà, nhưng mà chung nhà là sao? Tụi em ở trọ hả? Dạ đúng rồi. Kiểu như bạn đó gieo hy vọng á, nhưng mà tới khi em ngỏ lời thì lại không đồng ý. Là trong vòng 2 tháng. Cái đó cũng chưa phải gọi là một mối tình. Dạ. Nó chỉ mới là một phía từ em thôi. Nhưng mà cái người mà em yêu đơn phương đó, là cái người đó là ta có giống em không? Hay là người ta trai thẳng, người ta từ chối em? Cũng ở trong giới luôn. Trong giới luôn mà từ chối em. Mình có hỏi nguyên nhân tại sao không? Lúc mà em ngỏ lời thì bạn nói là còn nhỏ quá, lo học đi, yêu đương gì tầm này. Cũng có thể. Rồi cho hỏi một câu nữa. Cái lúc nào thì em biết là mình là trong cái giới của mình? Dạ em từ trong trứng. Từ trong trứng luôn? Thế là ba mẹ không biết từ lúc mình còn nhỏ luôn? Dạ, nhưng mà tới gần đây thì ba mẹ mới hỏi. Em không mau thành công. Ok, vậy là tốt. Tại vì bây giờ suy nghĩ cũng mọi người cũng thoáng rồi, thì mặc dù là cũng có sốc nhưng mà nó cũng nhẹ dễ dàng trôi qua ha. Thế em còn nhớ nụ hôn đầu tiên của em là lúc nào không? Dạ với một bạn nữ năm lớp 8 luôn. Vui không? Em thấy nó nhạt nhạt. Vậy nụ hôn đầu tiên với bạn trai là lúc nào? Dạ nụ hôn đầu tiên với bạn trai là lúc lớp 10, là chung với bạn bị tai nạn mất. Thì mặn hơn? Dạ cảm giác nó khó tả, nó tê 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 đầu. Ồ được rồi, bây giờ thì em mong muốn tìm một cái người yêu của em trong tương lai là một cái người như thế nào? Em thích một mẫu của bạn đó thì hơi ốm một xíu, không đẹp cũng không xấu, vừa nhìn là được, cùng em chia sẻ mọi việc trong gia đình, với lại biết quán xuyến chuyện hai bên. Nghe có vẻ hợp với mình đúng không cơ? Muốn mẫu người lý tưởng sao? Em ốm cho nên là em muốn một người cũng ốm giống em. Mình ốm thì mình phải kiếm người cho mập mạp mạnh khỏe chứ. Chiều cao thì em cũng không bắt buộc, thấp hơn em cũng được. Em cao mét mấy? Em cao 1m7. Em cao mét mấy? Dạ mét 66. Mét 66 vừa ý em chưa? Đó, thấp hơn em cũng được. Trời sao giống như để sẵn cho nhau vậy? Tiếp. Còn về tính cách nên trung thực. Em không thích nói dối. Cho bây giờ cho hỏi một câu tế nhị nữa được không? Xin thưa quý vị khán giả, cho Tường hỏi một câu rất tế nhị. Nãy giờ suy nghĩ hoài muốn hỏi câu này mà không biết đặt câu hỏi làm sao luôn. Hỏi đại nha, đừng ai ném đá tôi nha. Thí dụ giờ hai bạn yêu nhau nha, thì cái gọi là cái xu hướng, cái xu thế, cái vị trí trong cái chuyện tình dục là như thế nào? Em sẽ là top, là tức là làm chồng. Vai trò là vợ. Vậy trùng khớp rồi. Lo quá, bà Mai căng thẳng, bà Mai lo quá. Ok, rồi bây giờ á, qua một cái phần coi như giới thiệu sơ bộ ha. Bây giờ có hình ảnh không? Trời ơi, đông dữ. Ồ, coi. Rồi ổng đâu? Rồi tôi tìm không ra, làm sao người ta tìm ra? Dạ. Trời đất. Được vậy luôn á hả? Tìm đi cưng, bạn trai tương lai cưng trong này nha. Ừ, cũng được, dễ tìm đó. Nè, bonus cho em tấm hình nhỏ. Có chưa? Dạ em nghĩ là có rồi. Đâu? Ai? Em nghĩ là bạn nam mặc áo đỏ. Nó thích ốm ốm, nó chỉ ngay bạn nam mặc áo đỏ. Cái style em thích vậy hay là tại vì em nhìn em đoán, em tự hình dung anh này là vậy? Em hình dung vậy. Mà cái gu này phải gu em không? Dạ. Chết rồi. Đâu bạn nào? Bạn nói phải không? Dạ. Mà phải style em không hay là em đoán vậy thôi? Nhưng mà phải gu em không? Dạ. Gu em á hả? Dạ. Chúc mừng em, có thể bữa nay có người yêu đơn phương em lại nha.
Yêu đơn phương khổ lắm quý vị. Người ta làm gì mình cũng bị tổn thương hết. Cảm giác người ta không để ý đến mình. Cảm giác mình không phải là tất cả của người ta. Mình rất bị tổn thương. À, hôm nay chúc mừng em nha. Rồi, được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra. Cái người mà mình chọn á, có đúng là cái người đối diện của mình hay không nha. 1, 2, 3. Nhưng mà nói chung á không có trách cưng được. Tại vì á đưa cái tấm hình quá khó. Đây nè. Trời ơi, nhớ trả tiền phục vụ cho tôi nha. Bự quá, để che mặt tôi phải cất ở ngoài. Tạm nhiên. Dạ, em cảm ơn anh. Sau khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Đúng với gu em đang tìm. À, hợp gu phải không? Cười tươi dễ sợ. Còn bên đây, em thấy thì hợp với gu của em. Xạo quá à. Nãy chỉ cái hình cái anh, cái thằng áo đỏ, thằng bé nhỏ xíu ống nhôm mà. Cái này người này ta bự, người ta mập vậy mà cái điều hơi mất hơi. Hơi mất hơn xíu. Ổn không? Dạ ổn. Bây giờ em đứng lên nè, em đứng lên cho chị coi. Đó, em đứng rồi đó, em xoay vòng cho coi coi nè. Đó. Rồi, xuống, ngồi xuống bên đây. Đứng lên, vòng cho ta ưu tiên. Lâu lâu mới có mấy cặp dễ thương là tôi ưu tiên. Chà, tướng này cũng ngon à nha. À, đúng gu rồi, đúng gu rồi. Ngồi xuống, được rồi. Bây giờ rồi nói chuyện đi chứ. Hỏi thăm nhau vài câu coi. Em học public đúng không? Dạ đúng á. Người yêu cũ của anh năm thứ ba cũng học public. Cũng ngôn ngữ anh luôn. Duyên quá. Câu đầu tiên hỏi cái gì? Câu đầu tiên vô giới thiệu bằng cũ anh chi? Em quá ngại khi mà có một người bạn trai đi làm công việc suốt ngày ở ngoài. Thì chỉ có đêm về thì bạn đó lại đi diễn ngoài nữa. Quy một ngày 24 tiếng thì anh sẽ dành cho em khoảng 8 tiếng. À, em thấy thì cũng ok, tại vì em cũng là diễn viên tự do cho nên là giờ giấc thì cũng chưa nói trước được á. Thường thì thứ bảy chủ nhật thì anh sẽ nghỉ ở nhà để thời gian một là chăm sóc em, hai là đưa em đi chơi đó. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Hát tặng em nghe một bài coi. Diễn viên là phải biết hát. Ngày trước thì em có diễn ở một đoàn lô tô của Sài Gòn thì em hát lại một khúc lô tô nhỏ. Rồi tay cho anh đi em, anh nói chuyện ngọt quá mà. Đi vô rừng bọn con theo làm chi, rừng u minh mùi cắn nó la sùm. Bọn con vô bắt đầu em kêu lô tô số 1 vô. Vô rồi đó hả? Dạ, con số 1. À, con số 1 hả? Dạ. Tiếp, mình cũng là diễn viên mà. Hát tặng lại ảnh một khúc. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới luôn trong tim anh chờ nhớ đường về. Cứ khiến cho anh ngày đêm phải nhớ môi. Hai đứa về tập lại nha. Rồi bữa nào mà ra mắt chị Tường á, hát là cho đàng hoàng cái bài đó nha. Thôi bây giờ vậy, giờ chị Tường sẽ đi vô trong để cho hai đứa có ít phút tâm sự với nhau. Rồi kế hoạch tương lai nè, phải hỏi sâu hơn một chút xíu. Rồi mình mới đi ra được cái quyết định là có hẹn hò hay không. Bây giờ thì chị Tường sẽ mời tụi em ăn buổi trưa của chương trình cũng như là của nhà hàng Hòn Đất đã chuẩn bị sẵn cho các em. Rồi mình vừa ăn vừa nói chuyện với nhau nha. Đây là món tôm răm mặn. Đây là gà cà ri. Ôi trời ơi, hấp dẫn quá. Cơm ngon lành, ăn uống, tâm sự. Tự tin lên nha, mình là coi như là men. Nghe chưa, mình là đàn ông. Rồi hai đứa trò chuyện nhau nha. Chị Tường ra ngoài xíu, chị Tường quay lại. Ờ, em uống dùng cơm luôn, anh mới cơm gì. Dạ, em cảm ơn anh. Em thích kiếm người yêu như thế nào? Đừng có bừa bộn quá là được. Tính anh thì cũng hơi kỹ, anh cũng không thích nhà lúc nào cũng bừa bộn hết. Khi mà đồ dơ thì anh không muốn là bạn trai phải giặt, mà anh sẽ tự đem ra ngoài để giặt, hoặc là anh tự giặt lấy. Công việc trong nhà thì ví dụ như là anh giặt đồ em sẽ phơi đồ, hoặc là anh quét nhà thì em sẽ lau nhà đó. Anh lại thích cái công việc mình phải chia ra như vậy thì nó sẽ thoải mái hơn. Em có tính chuyện mà sau này mình sẽ về ở chung nhau không? Cảm thấy hợp mà hai người tính cách hòa đồng với nhau thì em nghĩ là sẽ có. Anh thì anh hay thích dắt bạn trai về ra mắt gia đình. Gọi là anh con mau rồi hả? Và em hỏi một xíu điều nữa là đạo Thiên Chúa hay đạo Phật? Em không có đạo. Anh đạo Phật. Anh thì anh hay ăn chay nhiều hơn. Anh thích ai biết nấu đồ chay lắm. Em cũng hay nấu đồ ăn, cũng nấu đồ chay. Em thích mời em ăn trước ha. Cảm ơn.
anh là một người rất là thích du lịch và rất là thích phượt nữa. Nếu mà em thích đi Vũng Tàu hay là Đà Lạt gì đó thì anh để chở em đi bằng chiếc xe Honda của anh. Em thì thích đi Đà Lạt nhất luôn. Người ta hay thường nói là đi Đà Lạt về sẽ bị để chia tay á. Không có đâu, có nhiều cặp đi về cũng bình thường. Còn anh thích đi đâu? Anh cũng thích giống em, thích đi Đà Lạt nhiều hơn. Hoặc là đi những nơi nào có không khí mát mẻ một chút. Em có ngại khi ở chung với ba mẹ anh không? Em nghĩ nếu mà ba mẹ chịu thì em sẽ ở. Ba mẹ thì rất là dễ. Ê, tôi mới nghe dì rủ về nhà ở chung với ba mẹ luôn hả? Lẽ gì chị? Lẽ gì? Ba mẹ đồng ý luôn hả? Dạ. Mấy người trước cũng về ở với ba mẹ luôn hả? Dạ không. Có một bạn, bạn thứ ba thì có về ở chung nhà thôi. Nhưng mà ba mẹ biết thôi chứ không có ở chung nhà với ba mẹ. Không, sẵn nhân tiện cái vụ mà em nói ở chung thì cho chị hỏi một câu nữa cũng là cái này thật ra chị cũng thương tụi em thôi. Dạ. Chị cũng hay suy nghĩ tại vì dạo này thì thật sự là cái việc mà về cộng đồng LGBT thì nó quá mạnh rồi. Dạ. Và người ta cũng thoải mái chia sẻ. Cho nên là mà chị Tường làm về về mấy cái chuyện này thì Tường cũng chị gặp rất là nhiều cặp rồi. À, chị cũng về nhiều khi chị cũng băn khoăn, chị suy nghĩ hoài về cộng đồng của mình. Thì có khi nào em nghĩ tới cái tương lai, cái hậu vận của mình không? Mẹ có nói với một câu như thế này: cho dù con là giới tính nào đi chăng nữa, mặc dù con là con trưởng trong nhà cũng như là cháu đích tôn, nhưng mà mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con. Con cũng là con của mẹ. Mẹ không có quan tâm với vấn đề là lấy vợ sinh con đẻ cái như thế nào. Rồi còn ba của em thì ba biết là em như vậy, nhờ ba vẫn cứ lâu lâu hỏi là khi nào cưới vợ. Đó là ba mẹ tụi em. Em nghĩ bây giờ bản thân em á, em nghĩ về cuộc đời mình như thế nào? Có thể là sau này em sẽ ổn định công việc, ổn định tài chính rồi thì em sẽ xin con nuôi, là em có thể nhận nuôi con của em gái của em. Em không nghĩ là em sẽ con của em luôn hả? Chắc không thể. Tại vì em không Ủa, có. Chị nghĩ là thí dụ như phụ nữ mà người ta muốn làm single mom á, thì là người ta có thể đi sinh giống đúng không? Sinh tinh trùng đúng không? Ủa, tụi em không thể đi sinh trứng được hả? Không, chị hỏi thiệt, em cũng là bác sĩ thì em về y khoa em cũng phải có am hiểu. Em có một bạn học chung cấp 3 thì bạn đó là Let thì trời ơi. Thì em với bạn đó có nói một câu là nếu như mà lỡ như sau này tao mày lớn tuổi á, thì tao mày trao đổi đi, để vừa là con tao vừa là con mày luôn, hai đứa cùng nuôi. Dạ. Thì bạn nó cũng cười cười gây khẩy thôi, nhưng mà bạn nó cũng nói là tới đâu hay tới đó. Vậy thì còn em, chị hỏi em nè, thế em nghĩ giữa cái mối quan hệ giữa tụi em thì cái gì để mà làm một cái sợi dây gắn kết cho nhau? Nghĩ là nếu mà ở trong giới này thì trách nhiệm. Trách thì nhiệm không có. Không có, thật buồn vậy. Cái cần nhất là cái chân thành. Ở hai người có chân thành thì mới quen lâu được. Làm cái gì để cho có trách nhiệm với nhau? Em nghĩ là hành động. Tại vì thì mình thể hiện những cái hành động mà mình quan tâm bạn cũng như là chăm sóc bạn hàng ngày thì người ta gọi là mưa dầm thấm đất á, thì bạn sẽ hiểu được là mình tình cảm của mình dành cho bạn như thế nào. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn rút mấy lá bài ha, cho nó vui vui thân thiết với nhau hơn xíu nữa. Rồi trai rút trước nè, đọc lớn lên coi. Hôn đối phương thể hiện màn cầu hôn lãng mạn. Thử tưởng tượng đi, mình là diễn viên nha, làm sao cho nó romantic lên, nó lãng mạn lên cho tôi coi nè. Vậy chắc cho em mượn lại bó hoa của em được không ạ? Cho mượn bó hoa lại nè. Người ta nói á, hoa hồng là thứ mà gắn kết tình yêu của nam và nữ. Nhưng đối với anh á, những bông hoa của Cẩm Tú Cầu á thì nó lại bền chặt hơn, cũng giống như là tình cảm mà anh dành cho em vậy đó. Thì chấp nhận làm bạn trai anh nha. Tại sao Cẩm Tú Cầu lại biểu hiện cho cái giới tính? Theo anh á thì nó có xanh, có vàng, có trắng, cũng như là một sự hòa hợp giữa nam và nữ với nhau. Cũng giống như là tình cảm mà anh dành cho em á, thì nó cũng sẽ hòa hợp từ những chuyện nhỏ nhất, vì cái chung để mình buông bỏ hết mọi thứ, mình đến với nhau. Như là những cái cánh hoa Cẩm Tú Cầu nó lúc nào cũng kết hợp với nhau để thành một bó lớn. Được, đồng ý mang cầu hôn này không em? Dạ, lãng mạn. Rồi hôn đâu? Nè nè, hôn đối phương rồi thể hiện màn cầu hôn lãng mạn, hôn đâu? Em có chấp nhận cho anh hôn em không? Thấy thương quá. Rồi được rồi, về chỗ. Tới bạn này, tôi biết được thêm nhiều thông tin quá. Mời em. Cõng người yêu quanh bàn ăn 3 lần để thể hiện sức khỏe của bản thân. Cái gì? Chết thằng nhỏ. Nổi không? Dạ không. Dạ không. Bây giờ làm sao? Mình đổi được không ạ? Đổi không được. Bốc rồi bài của người ta đưa ra sao đổi? Em có ý kiến gì không? Thôi thì nếu mà em cõng không nổi thì anh cõng em. Chấp nhận sự hỗ trợ không?
một lần thôi. Tự nhiên yêu cầu người ta ba vòng người còn trả giá giùm nữa. Trời ơi, ba vòng đi cưng. Chuyện nhỏ mà, trời, thanh niên vô đây muốn lấy vợ hả? Ta bắt hít đất mấy chục cái lưng. Dạ. Ủa, ông biết cổng là như thế nào? Hồi xưa có chơi cổng không? Mình phải banh cái chân ra người ta mới cổng được chứ. Đi ba vòng lận đó. Đi đi, dễ thương chưa? Hai vòng. Trời ơi, bác sĩ của tôi hết sức mổ rồi, mặt đỏ hết trơn rồi. Ba vòng rồi, đưa em lại về ghế đi. Mai mốt mỗi ngày anh sẽ cõng em đi vòng vòng nha. Đó 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 đó. Rồi xong. Thôi bây giờ vậy, trả lá bài tôi đây. Bây giờ hỏi nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau à, từ nãy giờ mình cũng trao đổi tâm sự, cũng có va chạm này kia hết rồi ha. Thì bây giờ mình hãy nói thẳng, nói thật với nhau đi. Thật sự chị thấy là cuộc sống bây giờ nó cũng vô thường lắm, mà tụi em đã được sống thật với bản thân của mình. Chị nghĩ đó là cũng những điều rất là may mắn, đúng không? Bây giờ nãy giờ nè, trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, ở lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trong cái buổi hẹn hò này, cảm xúc của em như thế nào? Cảm nhận của em ngày hôm nay thì thấy bạn dễ thương, nói chuyện thì bạn cũng ngọt, cởi mở nhiều hơn với em. Thì nếu mà sau này có tiến tới việc mà lâu dài thì em nghĩ là mình nên nói chuyện, một ngày nào đó nói chuyện, hẹn hò để nói chuyện những khúc mắc, ví dụ em thích gì, em không thích gì ở anh, thì anh sẽ cố gắng gì em thay đổi. Mới gặp có một lần đầu thay đổi, trong khi con người của tôi cứng đầu 40 mấy tuổi, chưa có anh nào bắt tôi thay đổi được, hàng chi tôi ế nè. Phải chi mà tôi có cái tư duy giống như cái bạn này là sẽ vì một ai đó để thay đổi, thì tôi đâu có bất hạnh như thế này. Rồi, cảm nhận của cưng. Em thấy anh ấy ga lăng, tính tình thì cũng dễ chịu, không có khó tính như anh nói. Em nghĩ ảnh có cần phải thay đổi điều gì không? Em nghĩ là tóc thì nên gọn gàng hơn tí, còn lại thì ok hết. Sao, có dám hy sinh mái tóc đó không? Dạ. Em không cần cắt, em chỉ cần gọn gàng rồi. Gọn thì giờ ta đang gọn rồi kìa. Còn hơi dễ chịu đấy chị. Tóc tai là cái chuyện bên ngoài đơn giản. Còn bản thân em thì hiện tại em đang thấy cái cảm xúc trong lòng mình như thế nào? Có hơi rung động. Dạ, em cảm thấy thích. Em nhớ hồi đó em kể câu chuyện cái người bạn gái đó, mà người ta mới gặp em lần đầu mà người ta mạnh mẽ quá đó, em sợ đó. Mà sao em mới gặp người ta, mới có lần đầu tiên mà em đã rủ người ta về nhà ở chung rồi, em không sợ người ta sợ hả? Em nghĩ là giờ suy nghĩ mọi người cũng có chín chắn được một xíu rồi, tại vì mới quyết định quen bạn khác, nên là em mới tự tin đi hỏi bạn câu hỏi đó. Chị hỏi như vậy thật ra là để cho tụi em có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ thì chị Tường mời hai em đặt tay vào cái nút bấm này. Và chị Tường nhắc lại, cái nút bấm này là bấm để mà tìm một cái người bạn đồng hành với mình, chứ không phải là để mà hẹn hò cà phê cà pháo. Nghĩa là phải có trách nhiệm với cái nút bấm này. Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau khi chị Tường đếm từ 1 đến 3, nếu các em đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng em bấm thật mạnh. Còn nếu không đồng ý mình lấy tay ra. Hãy làm theo những cái cảm xúc trong cái trái tim của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm chưa? Có bấm không? Dạ có. Bấm đâu? Cái gì đó mà yếu ớt, tôi thấy bấm mà tôi thấy bấm mà không nhúc nhích gì hết trơn á. Rồi, sao cũng chúc mừng hai bạn rồi, mời về một phía. Bây giờ chị Tường sẽ thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây cũng là một cái không gian mình đến mình xem phim rồi mình trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn nha. Mời hai bạn hôn nhau nụ hôn đầu tiên để chinh kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Hôn hồi nãy là hôn trong game show thôi, bây giờ mới hôn thiệt nè. Trời dễ thương, không phải nhón lên nữa. Bây giờ thì chương trình đã hết thời lượng rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại chương trình vào số tiếp theo nhé. Lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.